em quay cho con máy xay thịt Techcom nhá. Đấy. Để coi nhá. Đây xem là còn nguyên linh kiện trong nhá. Còn nguyên lưỡi bào rồi lưỡi này. Đây đâu nhá, đều nguyên lưỡi bào này. Đây nhá, lưỡi bào này, rồi lưỡi xay mịn nhá. Đấy. Ok, mở qua đã. Đây nhá. Đây nhá. Đây, lấy nước một tí nhá. Đấy này, ép này. Lưỡi dao này nhá. Dao khá đẹp nhá, được chưa? Đẹp chưa? Đấy. Vàng óng luôn nhá. Đây cốc có thủy tinh nhá, cốc này là xay cả 8-9 lạng thịt, cân thịt luôn thoải mái luôn. Đấy. Chưa? Đây nhá. Đây nhá. Con này là Techcom này. 100V nhá, 110W nhá, made in Japan luôn. In nổi luôn nhá, không phải in chìm quá nhá. Đó, xem dây này nó bao nhiêu. Con này năm 1997 nhá. 1997 này, hàng gọi là hàng cổ. Vừa cổ vừa vừa tính luôn đấy. Đấy. Đây, cắm điện xem. Cắm điện nhá. Đây. Cắm điện đi gặp nhá. Đây, cố thủy tinh rất dày luôn. Đây rồi, các bạn cắm điện 100V nhá. Nhớ cắm điện. Các bạn nhớ cắm 100V không lại cắm nhầm thì thôi. Hết ơi. Lòng một dây đó. Đấy, lòng một dây. Đấy. Đây nhá. Đây. Đấy. Rất là êm nhé cậu nhá. Rất là êm. Đấy, đấy. Cố thủy tinh nhá. Cố này có nhìn ly miệng cố dày chưa? Đấy cái lưỡi dao này vệ sinh nhá, nó có bẩn về vệ sinh đại là sạch thôi. Đơn giản mà. Đấy, rất êm. Đấy. Con này xay nó bác ở đây đang quay có người gọi nhân đến thì bác nói cái này nhá. Giá này 800.000 nhá. 800.000. Đây truyền vào đúng em bác sĩ Hàn Quốc nhá. Đây bác nào chốt hàng bác liên hệ em nhá. 0983 329755 nhá. 0825 853 853. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Chào các bác.